Nga phát động tấn công quy mô lớn nhất vào Ukraine, oanh tạc cơ dồn dập xuất kích, đánh chặn không kịp. Quy mô tấn công phủ rộng toàn lãnh thổ Ukraine, máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga ồ ạt xuất kích, hàng chục tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo được phóng đi. Nga phát động không kích quy mô lớn nhất. Tờ Financial Times ngày 8 tháng 1 đưa tin, các lực lượng Nga đã tấn công Ukraine bằng gần 60 tên lửa và máy bay không người lái, UAV. Đây là đợt không kích lớn nhất trên toàn lãnh thổ Ukraine kể từ sau cuộc tập kích kỷ lục với 90 máy bay không người lái của Nga trong 2 ngày 31 tháng 12 và 1 tháng 1. Trong bối cảnh Moscow tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và nhiều mục tiêu khác ở Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã kêu gọi đồng minh phương Tây phê duyệt các gói viện trợ quân sự để tăng cường khả năng phòng không đang suy yếu của Kiev. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluhin thừa nhận, phòng không Ukraine chỉ đánh chặn được 18 trong tổng số 51 quả tên lửa, khoảng 35%, được bắn từ đêm ngày 7 tháng 1 cho tới sáng ngày 8 tháng 1, cũng như 8 UAV tấn công của Nga. Ông Zaluhin thông báo thêm rằng, các cơ sở hạ tầng dân sự, công nghiệp và quân sự quan trọng của Ukraine đều bị tấn công. 6 giờ sáng ngày 8 tháng 1, giờ địa phương, lực lượng không quân Ukraine kêu gọi người dân nhanh chóng đến hầm vào tránh bom bởi theo thông tin họ nhận được. 11 máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga đã xuất kích, hàng chục tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo của Nga đã được bắn đi. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng của họ đã sử dụng các loại tên lửa hành trình tầm xa phóng từ trên không và trên biển với độ chính xác cao, bao gồm tên lửa siêu thanh Kyjan, để tấn công các cơ sở của tổ hợp công nghiệp quân sự Ukraine. Trong khi đó, chính quyền Kiev cho biết, một trung tâm mua sắm ở Kryvyi Rih, quê hương của ông Zelensky, đã bị phá hủy trên diện rộng sau ít nhất 9 cuộc tấn công bằng tên lửa. Thống đốc khu vực Sehi Lysak cho biết thêm rằng, khoảng 20 ngôi nhà riêng đã bị hư hại. 4 người đã thiệt mạng và ít nhất 30 người bị thương tại Kryvyi Rih, cũng như các khu vực khác. Trước đó, vào ngày 6 tháng 1, đã có 10 người, trong đó có 5 trẻ em, thiệt mạng sau khi tên lửa Nga dội xuống các tòa nhà dân cư ở thị trấn Pokrov, vùng Donetsk. Các quan chức Kiev cho biết thêm rằng, 4 tên lửa đã tấn công Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Trong bài đăng trên mạng xã hội sáng ngày 8 tháng 1, thị trưởng Kharkov Iote Kekhov mô tả lại vụ tấn công, buổi sáng bắt đầu bằng một vụ nổ. Kharkov thường xuyên trở thành mục tiêu tấn công sau khi Nga không thể giành quyền kiểm soát thành phố ở những tuần đầu tiên phát động cuộc chiến toàn diện, từ tháng 2 năm 2022. Bên cạnh đó, quân đội Nga đã tiến hành 131 cuộc pháo kích vào Kherson. Các vụ nổ cũng được ghi nhận tại thành phố Zaporizhia ở phía nam và vùng Khmelnytskyi ở phía tây Ukraine, nơi Nga thường xuyên nhắm mục tiêu vào một căn cứ không quân. Financial Times cho biết, Nga bắt đầu đẩy mạnh tấn công vào các căn cứ không quân nhằm chống lại mối đe dọa từ các loại máy bay chiến đấu và máy bay ném bom của Ukraine, sau khi chúng tiến hành các đợt tập kích tầm xa bằng tên lửa hành trình Storm Shadow, Anh, và Stan, Pháp, nhằm vào các mục tiêu của Nga, gây áp lực lên các hoạt động của Moscow ở Crimea. Các cuộc tấn công của Nga nhằm vào các căn cứ không quân của Ukraine cũng được xem như nỗ lực đánh phủ đầu nhằm phá hủy đường băng và cơ sở hạ tầng hàng không trước khi Kiev nhận lô máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên từ các đồng minh phương Tây. Các phi công Ukraine hiện đang được huấn luyện sử dụng F-16 tại căn cứ quân sự của một số nước NATO, trong đó có Romania. Quân đội Ukraine kỳ vọng sự xuất hiện của F-16 sẽ chấm dứt vị thế thống trị của không quân Nga trên chiến trường Ukraine, dần dần cho phép khởi động lại cuộc phản công đang bế tắc của nước này từ mùa hè năm nay. Financial Times cho biết, Nga hiện đang nắm quyền kiểm soát 18% lãnh thổ Ukraine. Nếu Nga mất quyền kiểm soát bầu trời, họ sẽ mất toàn bộ sức mạnh trên chiến trường, ông Zelensky nói. Ukraine trả đũa chớp nhoáng. Cuối ngày 8 tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Ukraine đã phát động đợt tấn công mới vào thành phố biên giới Bengod của Nga. 10 quả rocket đã bị phòng không Nga bắn hạ. Tuy nhiên, thống đốc khu vực Vyacheslav Gladkov cho biết, vẫn có 3 người bị thương do các mảnh đạn, một số cửa sổ chung cư bị thổi bay, nhiều xe hơi và xe tải hư hỏng. Cùng ngày, hãng tin CNN cho biết, Nga đã quyết định khẩn cấp sơ tán dân cư ra khỏi khu vực biên giới sau các vụ tấn công do Ukraine phát động. Công tác sơ tán đang được điều phối.
Đây là sự thừa nhận hiếm hoi về mức độ nguy hiểm của cuộc chiến, CNN viết. Theo thống đốc Vyacheslav Gladkov, khoảng 300 cư dân của thành phố Bengov sẽ tạm thời di chuyển tới trung tâm lưu trú ở các thành phố khác trong khu vực. Trong thông báo qua mạng xã hội, ông Gladkov cho biết, văn phòng thống đốc đã nhận được 1.300 đơn đăng ký gửi trẻ em từ Bengov đến các trường học ở khu vực khác. Chính quyền khu vực cũng bắt đầu công tác khôi phục cơ sở hạ tầng sau các cuộc tấn công pháo kích gần đây của Ukraine và hứa sẽ cập nhật cho người dân tiến độ của các công trình này. Trong khi đó, tại khu vực Luhansk do Nga nắm quyền kiểm soát ở Ukraine, người đứng đầu chính quyền khu vực Leonid Pasenchik cho biết, máy bay chiến đấu của Nga đã vô tình thả bom rơi trúng thị trấn Rubin. Quả bom FAB-250 có sức nổ rất mạnh, tuy nhiên, may mắn là không có ai bị thương. Tháng 4 năm ngoái, một quả bom khác do máy bay chiến đấu Nga vô tình thả xuống đã gây ra vụ nổ lớn ở Bengov, khiến hai người bị thương và làm người dân sinh sống ở địa phương hoang mang. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.